Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, miền Bắc lại có mưa to do dạnh thấp hoạt động mạnh lên. Chỉ trong vòng 6 tiếng mà tại các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang hay là Yên Bái đã có những điểm mưa rồn rập với lượng từ 57 cho tới 63 mm và thậm chí là tại huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang, mưa lớn lên tới 113 mm. Dự báo trong ngày hôm nay thì mưa sẽ còn xuất hiện rải rác trong buổi sáng và phải đến trưa chiều mới ngớt dần. Về nhiệt độ thì tại thủ đô Hà Nội và các thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai và Địa Biên Phủ cao nhất trong ngày sẽ đạt là từ 32 cho tới 34 độ. Cảnh báo từ đêm nay thì mưa sẽ tăng trên diện rộng ở toàn khu vực miền Bắc và khả năng vùng núi sẽ là những nơi có những điểm mưa to đến rất to và kèm theo rông mạnh. Với các tỉnh thành miền Trung thì hôm nay dự báo nắng nóng sẽ có diễn biến mới. Các điểm nhiệt cao sẽ thu hẹp về vùng núi phía tây còn lại các thành phố ven biển như Thanh Hóa, Vinh và Đồng Hới, Huế sẽ trong khoảng là từ 33 cho tới 35 độ. Lui xuống phía nam các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết nắng không quá mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho tới 34 độ còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì dự báo những cơn mưa hôm nay sẽ tiếp tục đến muộn vào chiều tối, còn nắng mạnh sẽ kéo dài từ trưa cho đến khoảng 15 giờ. những nơi nóng nhất ở khu vực nam bộ dự báo sẽ là thành phố hồ chí minh, thành phố tây ninh và châu đốc, nhiệt độ có thể đạt ở mức là 34 độ. còn lại các thành phố ở tây nguyên như là con tum, pleiku, buôn ma thuột sẽ không vượt quá mức 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa trời không mưa, gió đây ổn định là cấp 3 cho tới cấp 4. Với huyện đảo Trường Sa dự báo mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km. Vùng biển quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc gió nhẹ biển êm, nhưng lưu ý là đôi lúc trời có mưa rào sẽ khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn là từ 4 đến 10 km.